Thế giới bước vào tình trạng ác quỷ hoành hành gây ra hỗn loạn, các vị thần thì âm mưu chống lại nhau. Cho đến khi nam chính Heron xuất hiện, một người thợ mỏ nghèo đơn sơ đã trở thành vị thần lãnh đạo tất cả các vị thần. Anh phát hiện ra thân phận của mình liền đánh thức sức mạnh thực sự của bản thân, trở thành á thần. Heron là một chàng trai trẻ có ý chí mạnh mẽ, làm công việc khai thác quặng được trả lương cực kỳ thấp. Nguyên nhân mà anh và mẹ bị ngược đãi là do ngôi làng nơi anh đang sống. Anh ngày càng được trả ít tiền hơn cho công việc của mình mặc dù không làm gì sai, ngoại trừ việc là con của một phụ nữ chưa chồng, Electra. Anh tốt bụng thường giúp đỡ mọi người khó khăn xung quanh, nhưng thay vì cảm ơn, anh lại bị họ xúc phạm. Một ngày nọ, anh gặp phải lũ quỷ đang tấn công ngôi làng để biến dân làng hóa quỷ. Mọi người hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Lúc này một phụ nữ người Amazon tên là Alexia đang chạy về phía của ngôi làng. Heron nghe thấy tiếng ồn ào liền đi xem. Alexia hỏi anh có thấy con quỷ nào đi ngang qua không rồi vội lao đi khi Heron nói không. Họ nghe thấy tiếng rên rỉ ở nơi nào đó. Heron và một người đàn ông khác đi kiểm tra vì nghĩ rằng đó có thể là một con quỷ. Nhưng họ lại tìm thấy một ông già say rượu mà anh có quen biết, Elias. Ông vừa bị gãy chân và cần sự giúp đỡ. Heron đưa Elias đến gặp mẹ để giúp đỡ ông, anh vội đi lấy một ít nước cho ông già say rượu. Trong lúc đi lấy nước, anh nhìn thấy một người phụ nữ trong đài phun phía xa. Đi kiểm tra xem cô có cần giúp đỡ hay không, anh đến đó và bế cô lên, đúng lúc chứng kiến nội tạng của cô tràn xuống nước. Anh sợ hãi liền thả cô xuống, không biết từ đâu con quỷ xuất hiện sau lưng anh. Con quỷ cố gắng nhấn chìm anh xuống đài phun nước, nhưng anh đã đá văng được nó và cố gắng trả đũa. Con quỷ dùng cây cột lớn ném thẳng về phía anh. Alexia xuất hiện dùng giáo xuyên qua ngực con quỷ, nhưng nó không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, nó áp đảo và đẩy cô bay ra xa. Heron tỉnh dậy và dùng ngọn đuốc lửa của mình chiến đấu với con quỷ, hất nó xuống nước. Tuy nhiên, dù bị thương nhưng con quỷ vẫn đứng dậy và trốn thoát. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời khỏi chợ, Alexia tìm thấy một người đàn ông khả nghi và dồn hắn lại. Cô bắt hắn và trói hắn vào một cây cột ở giữa làng. Cô kể cho mọi người nghe về lũ quỷ và cách chúng có thể cải trang thành người. Heron và mẹ đưa Elias về nhà của họ. Ở đây, Elias kể cho Heron nghe về việc lũ quỷ xuất hiện sau khi người khổng lồ xuất hiện. Một người đàn ông tìm thấy xác của một người khổng lồ dạt vào bờ biển liền ăn thịt nó để lấy được sức mạnh hắc ám. Hắn còn thừa hưởng một cây vũ khí có sức mạnh hủy diệt được tìm thấy trên người khổng lồ. Người đàn ông này tiếp tục tạo ra một giáo phái quỷ dữ và bắt đầu ban phát thịt của người khổng lồ cho môn đồ trong giáo phái của hắn. Ngay sau đó, Alexia quay lại gặp Heron để kể cho anh nghe về tấm bản đồ mà cô tìm thấy có chỉ đường đến một mê cung ở Melidoni, nơi hài cốt của người khổng lồ vẫn còn ở đó. Cô đề nghị Heron tham gia đội của cô và chiến đấu để bảo vệ ngôi làng, nhưng anh từ chối vì quá phẫn nộ với tất cả sự ngược đãi từ chính những người đó đã dành cho anh. Anh vội vã về nhà, thu dọn đồ đạc để cùng mẹ chạy trốn khỏi ngôi làng để tránh lũ quỷ. Nhưng Electra ngăn anh lại và yêu cầu anh suy nghĩ kỹ, một số đàn ông trong làng đến nhà họ để kiểm tra xem mẹ anh có phải là quỷ hay không bằng cách thiêu sống bà, nhưng Heron đã ngăn cản bọn chúng. Khi Electra nhìn thấy con trai mình bị đánh, cô đã ngăn họ lại và tự thiêu, chứng minh rằng cô không phải là quỷ và cứu con trai mình. Heron thậm chí còn căm giận hơn với mọi người và cả thế giới vì đã đối xử như vậy với anh. Nhưng anh lại không đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì để thay đổi nó. Elias đến gặp anh và bảo anh hãy đi tìm kiếm một loại quặng đặc biệt trên đỉnh núi để anh có thể sử dụng nó biến thành một thanh kiếm mạnh mẽ. Heron theo đường lên núi trong lúc nghỉ ngơi anh lại ngủ quên. Anh tỉnh dậy sau giấc mơ thấy mẹ mình là nữ hoàng, bà còn sinh ra hai cậu con trai cùng mẹ khác cha. Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình và cuối cùng cũng đến nơi. Anh khai thác quặng theo chỉ dẫn của Elias và mang nó trở về nhà. Trong khi Elias vẫn đang chế tạo thanh kiếm, Heron nhớ về một con dấu mà anh nhìn thấy trong giấc mơ và hỏi Elias. Ông già giải thích cho anh về sự bắt nguồn của con dấu ở Corin và giấc mơ của anh chỉ là ảo giác do vị thần giấc mơ mang đến. Sau một thời gian, anh đến gặp mẹ mình về giấc mơ lúc trước. Electra cuối cùng cũng thừa nhận mình từng là nữ hoàng của Corin và tại sao bà lại trở nên nghèo khổ và bị kỳ thị. Bà kể cho Heron nghe về cha anh, Zeus, và ông là người đã giúp họ trú ẩn trong làng âm thầm bảo vệ khỏi Hera, vợ của Zeus. Heron hỏi về người anh em sinh đôi của mình, người được biết là đã chết, và cuối cùng phát hiện ra Elias chính là Zeus. Anh ra ngoài để đối mặt với Elias nhưng không tìm thấy ông ở đó. Anh chỉ nhìn thấy thanh kiếm mà khi chạm vào, nó phát ra ánh sáng màu xanh lam. Anh từ chối nó và ném nó đi. Elias đã xuất hiện gặp Heron khi anh đang rửa mặt. Ông tiết lộ thân phận thật của mình là Zeus, nhưng Heron bảo ông hãy cút đi và đừng bao giờ quay trở lại. Bất ngờ Alexia chạy về phía họ. Cô bị truy đuổi bởi một con chó ba đầu, Cerberus, khi lũ quỷ cố gắng áp sát ngôi làng. Cả hai hoảng sợ liền chạy trốn để giữ mạng. Heron đi tìm mẹ ở trong làng, nhưng lại không biết bà đã đi đâu. Anh và Alexia tiếp tục bỏ chạy, Cerberus đã đuổi kịp họ và tấn công Heron, hất văng anh. Alexia cố gắng làm bị thương một trong ba cái đầu, điều này làm nó chậm lại tạo cơ hội họ chạy xa hơn cho đến khi đến cổng làng. Họ thông báo cho chỉ huy đội của Alexia về một đường hầm mỏ mà Heron đã làm trong nhiều năm. Họ có thể bò qua đó và thoát khỏi lũ quỷ. Mặc dù không chịu nghe lời kẻ ngoài quân đội, người đàn ông vẫn tập hợp dân làng và dẫn họ vào đường hầm. Khi Heron chạy quanh làng để gọi mẹ mình,
một con quỷ trên một ngọn núi phía xa trong rừng, ném một ngọn giáo vào anh. Nhưng Zeus xuất hiện và dùng thần giao cách cảm thông báo cho Heron về điều đó. Heron né được nhưng bị chém trúng khi con quỷ rút nó về. Zeus bảo anh chạy đi nhưng Heron bắn một mũi tên vào con quỷ đáp trả bằng ngọn giáo của hắn rồi liền bay về phía anh để tấn công cự ly gần. Hắn liên tục áp đảo Heron, nhưng Heron có thể né được các đòn tấn công nhờ sự trợ giúp của Zeus. Con quỷ truy đuổi anh và liên tục tấn công anh, Heron đốt dầu để tự vệ để chạy trốn khỏi lũ quỷ. Anh ra ngoài tìm mẹ nhưng vẫn không tìm thấy bà. Cuối cùng anh trốn sau một cái cây, lũ quỷ không tìm thấy anh liền lao vào trong làng, thủ lĩnh của chúng gặp dân làng và hỏi tung tích Alexia, người đang lẩn trốn. Hắn tự giới thiệu mình là Seraphim, hắn giết một người đàn ông trong nhóm vì ông là một quý tộc, lý do là vì chú ông ta đã giết mẹ nuôi của hắn. Seraphim yêu cầu người của mình tìm kiếm Alexia bằng mùi hương của cô, sau đó anh gặp Electra, người cũng đang lẩn trốn. Heron chạy đến khi Seraphim định giết Electra, anh cố gắng bảo vệ bà, Seraphim đấm mạnh vào anh. Anh cố gắng chống cự nhưng vẫn vậy, mẹ anh cố gắng bỏ đến chỗ anh nằm trên mặt đất. Seraphim ném ngọn giáo của mình lên không trung thả nó rơi tụ do tính đâm Electra. Heron hét lên trong nước mắt sau khi nhìn mẹ chút hơi thở cuối cùng và được đưa đi. Elias thương tiếc cái chết của Electra và khi Alexia đến, ông nói với cô rằng lũ quỷ đã bắt Heron đi. Sau khi cô rời đi, Heron cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ mình trong giấc mơ, trước khi bà qua thế giới bên kia. Bà bảo anh hãy mạnh mẽ và là chính mình, trong lúc anh bị giam trong một chiếc lồng và được canh giữ bởi Cerberus cùng với những người đàn ông khác. Tất cả đều được người của Seraphim vận chuyển, họ đến nơi liền rời khỏi lồng và đi bộ. Những tù nhân sẽ bị lũ quỷ quất nếu họ nói chuyện. Họ được đưa lên những con tàu, chúng sẽ đưa họ đi nhưng không biết là đi đâu. Heron lên tàu và bắt đầu chèo thuyền để khỏi nơi này cùng với những người bị giam giữ khác. Heron đã bí mật nói chuyện với hai người trong số họ, Kofi và Evios. Anh nghĩ ra một kế hoạch để trốn thoát. Khi đám vệ binh quỷ bước vào, Evios và Kofi gây náo loạn nhân cơ hội đánh cắp chìa khóa. Đây là chuyên ngành của Evios, một tên trộm. Khi lính canh không để ý, họ mở còng, tự cởi trói và ám sát đám lính canh. Cũng giúp những người bị giam giữ khác tự giải thoát, đồng thời họ chiếm lấy con tàu và lật ngược tình thế. Khi họ có chút hy vọng rằng mình đã thành công thì Seraphim xuất hiện. Hắn lên tàu và tiết lộ về thanh kiếm mà Elias đã làm cho Heron. Hera đã cử hắn đi lấy nó đúng lúc Heron đã ném nó để có thể giết hắn lúc trước, âm mưu mở rộng bóng tối và giết Zeus. Hắn tiếp cận những người trên tàu, Heron không ngần ngại, lao thẳng vào Seraphim. Nhưng khi Zeus nhìn thấy điều này và biết rằng con trai mình chưa đủ mạnh, ông đã dùng tia sét đánh sập con tàu, khiến cuộc chiến sau đó phải dừng lại. Khi Seraphim đứng dậy, hắn cố gắng tấn công Heron lần nữa nhưng Zeus không cho phép. Ông đánh vào biển nhiều lần, gây ra dòng sóng lớn chia cắt hai người và phá hủy con tàu. Heron cuối cùng đã được cứu khỏi Seraphim. Anh lên khỏi mặt nước thì Elias xuất hiện, nhờ Heron giúp ông giải quyết mớ hỗn độn này. Heron từ chối giúp đỡ nhưng khi Elias nói rằng anh có thể giúp anh giết Seraphim, anh liền đồng ý. Elias bảo Alexia, Kofi và Evios đến Melidoni để lấy hài cốt của người khổng lồ và đốt nó, trong khi ông đưa Heron đến Olympus. Ông gọi một con chim ưng và giao nó cho Heron, bản thân biến thành một con đại bàng và dẫn đường. Đương nhiên, các vị thần từ chối đứa con xa lạ ngoài hôn nhân của Zeus, đơn giản là vì ông đã có rất nhiều đứa con ở bên ngoài. Nhưng Hermes đến gặp anh với tư cách là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, Apollo và Artemis đi theo sau vì họ cũng là những đứa con riêng bên ngoài khác của Zeus và có quan hệ máu mủ với anh. Hera nhanh chóng tỏ ra tức giận trước hành động của Zeus vì đưa một người phàm vào vương quốc của họ. Zeus xin lỗi về việc làm sai trái của mình khi không chung thủy với cô và hứa sẽ thay đổi. Không lạ gì, lời hứa này ông cũng đã hứa như cơm bữa. Ông cầu xin sự tha thứ của cô và cô chấp nhận nếu ông giết Heron, nhưng Zeus không thể làm được điều đó. Cô cùng tất cả các vị thần khác, bao gồm cả Hermes, những người không đặc biệt muốn, rời khỏi nơi này và đi đến địa phủ, nơi Hermes chấp nhận họ đến trú ẩn nhưng cuối cùng lại đứng ngoài cuộc. Zeus đưa Heron đi luyện tập chiến đấu để có được sức mạnh thần thánh thực sự. Anh chiến đấu với một trong những người máy của Hephaestus. Anh cố gắng hết sức để chống chọi với nó nhưng lần nào nó cũng khiến anh bay đi mà không hề có một vết xước nào. Zeus đến và bảo anh đừng giận dữ nữa và bình tĩnh lại nhưng anh không làm được. Anh không thể bình tĩnh, anh không biết bình tĩnh. Tất cả những gì anh biết là sự tức giận và nó thúc đẩy anh chiến đấu. Nhưng thật không may, trong trường hợp này, điều đó lại là vô ích. Ngày hôm sau, anh hỏi tại sao Zeus cho phép Seraphim sống. Zeus tiết lộ với anh rằng Seraphim là anh em song sinh cùng cha khác mẹ của anh và Electra sẽ không muốn hắn chết. Heron choáng váng trước tin tức khó tin từ cha mình. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục luyện tập và cuối cùng có thể bình tĩnh quan sát đối thủ và tìm ra điểm yếu để đâm nó. Anh đánh bại người máy, Zeus liền khen ngợi anh. Sau khi Hermes thông báo cho Zeus về các vị thần khác trong địa phủ, Heron nhận được cuộc gọi từ Fes. Zeus đưa anh đi gặp Fes, anh đợi bên ngoài trong khi Heron vào trong một mình. Anh vào một căn phòng với những sợi dây định mệnh và gặp ba chị em muốn giúp đỡ anh.
Anh chạm vào sợi dây cuộc đời của mình và nhìn thấy toàn bộ quá khứ của anh từ khi anh sinh ra cho đến nay. Số phận kể cho anh nghe về một ngã tư mà anh sắp đi tới. Khi chạm vào nó, anh thấy bạn bè mình đang gặp rắc rối. Tại Melidoni, anh hỏi liệu họ có chết không nhưng số phận không trả lời anh. Anh lao ra ngoài để cố gắng quay lại giúp họ, mặc cho rớt nói rằng anh được mạnh mẽ. Anh đến cánh đồng chết tại mê cung Melidoni, nơi anh cứu bạn bè của mình khỏi một con Minota đang canh giữ nơi này. Tất cả họ đều tiến vào bên trong mê cung đầy nguy hiểm. Họ đến nơi lẽ ra có hài cốt của người khổng lồ, nhưng họ không tìm thấy nó. Seraphim cùng những con quỷ của hắn xuất hiện và chào đón họ. Lần đầu tiên Heron và Seraphim gặp nhau như anh em. Seraphim yêu cầu anh tham gia cùng lũ quỷ để cùng nhau tiêu diệt các vị thần vì chúng là nguyên nhân khiến họ mất mẹ. Hắn đưa ra tối hậu thư là phải ở bên hắn hoặc là phải chết. Heron vừa từ chối liền bị tấn công ngay lập tức. Một cuộc chiến xảy ra, cả nhóm chạy trốn khỏi lũ quỷ. Seraphim phóng ngọn giáo của mình khiến nơi này sụp đổ. Nhân cơ hội cả nhóm trốn thoát trong khi nhốt Seraphim cùng những con quỷ của hắn bên trong. Họ lên xe Griffin và tiến đến Olympus. Trong khi Zeus và Heron vẫn đang theo dõi những gì đang diễn ra trên biển thì Hermes đi đến muốn gửi cho Zeus một thông điệp từ Hera. Khi ông đến gần hơn, Hermes đâm vào cổ ông. Đúng lúc Hermes thật đến và tung quyền vào hắn, thì ra lại là Hera. Cô bỏ đi trong khi Zeus ngã xuống đất, mất máu đến chết. Zeus cuối cùng cũng cầm được máu xém tí thì đi, ông tỉnh dậy thở phào. Poseidon mang theo Apollo, người vừa bị Ares tấn công. Ông nói với họ rằng Hera đang giữ cái vạc, họ cần tìm nó để đưa những người khổng lồ trở lại giấc ngủ. Heron đề nghị giúp tìm kiếm nó và họ bắt đầu kế hoạch để chuẩn bị chiến đấu. Apollo đưa cho Heron một cây cung và một số mũi tên để tự bảo vệ mình. Ngay sau đó khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, đám người khổng lồ tiến đến Olympus để đối mặt với các vị thần. Olympus tấn công trước, nhưng Hera phản đòn lại đòn tấn công của họ. Họ tiếp tục tấn công khi đám người khổng lồ cùng với Hera đang tiến đến gần. Nhóm của Heron được cử đi tìm cái vạc trên trái đất. Sau khi tìm kiếm mãi mà không có kết quả, Heron cuối cùng cũng nhận ra rằng chiếc vạc đang ở trên bầu trời. Anh bay đến đó và tìm thấy chiếc vạc được giữ bởi sức mạnh của Hera. Anh bắn lũ quạ và chiếc vạc rơi xuống. Anh bắt được nó nhưng lại bị Seraphim đuổi theo. Anh đối mặt Seraphim, họ bắt đầu cuộc chiến sống còn giành chiếc vạc. Seraphim dùng giáo bắn Heron và khiến thú cưỡi cùng với anh rơi xuống đất. Seraphim lao tới tóm lấy tay anh, nhưng hắn lại thả anh xuống và chỉ giữ lại cái vạc cho mình. Seraphim bắt đầu nghĩ rằng hắn sẽ thống trị thế giới. Hắn bay lên cao và nhìn sự hỗn loạn đang xảy ra, nhưng Coffee đập cái vạc rơi vào tay Heron và khống chế hắn. Anh cố gắng tóm lấy hắn nhưng bị ném ra ngoài, anh bị một con chim ưng bắt đi. Alexia nhảy lên và chém con thú cưỡi bên dưới, khiến nó ngã xuống đất. Seraphim đứng dậy và cố gắng tấn công cô. Nhưng Heron xuất hiện từ trên cao và nhảy vào hắn. Seraphim ném ngọn giáo của mình vào Heron, nhưng anh né được, anh lao vào và đấm hắn xuống. Anh tiếp tục đấm hắn khi những ký ức tràn ngập tâm trí anh khóc cho người cha và người mẹ đã khuất của mình. Seraphim cuối cùng cũng chặn được những cú đấm và đâm vào mặt Heron rồi ném anh sang một bên. Hắn tóm lấy cổ anh và cố dùng giáo đâm anh, nhưng Heron đã ngăn lại vì anh chưa muốn chết. Heron nhớ Zeus đã dặn anh phải bình tĩnh, anh bình tĩnh lại và để ngọn giáo đâm vào mình, sau đó đẩy nó vào để đâm Seraphim. Seraphim rút nó ra, Heron quay lại đối mặt với hắn, anh mở mắt ra, mắt anh phát sáng rực rỡ triệu hồi tia sét để tấn công Seraphim và giết hắn. Một người khổng lồ xuất hiện từ phía sau Heron và cố gắng đè bẹp anh. Nhưng anh phát hiện ra cái vạc và mang Seraphim đến đó để khai mở nó bằng linh hồn của anh trai mình. Linh hồn của những người khổng lồ được rút vào trong vạc, chúng phải quay trở lại bóng tối mãi mãi vĩnh viễn. Heron thức dậy vào sáng hôm sau và được chào đón bởi những người anh cùng cha khác mẹ của mình. Họ đã chào đón anh gia nhập gia đình một cách đàng hoàng.